Didier Drogba, mùa thẻ LH, vị trí ST là 98, mức lương là 21, chiều cao 1m89, cân nặng 88 kg, thể hình trung bình, chân thuận, chơi trái 4 và phải 5, quốc tịch bờ Bỉ Nga, kỹ thuật 4 sao, chỉ số vận góc bao gồm tinh tế, sút xa, đánh đầu mạnh. Ở vị trí ST thì Didier Drogba mùa LH mạnh ở sức mạnh là 107, khả năng dứt điểm là 106, lực sút 102 và đánh đầu là 105. Ngoài ra các bộ chỉ số như tăng tốc, tốc độ, dê bóng, giữ bóng, sút xa, volley, chọn vị trí và phản ứng đều trên 9x. Khả năng chuyền ngắn cũng tương đối ổn, trên 8x. Chúng ta để Drogba mùa LH ở vị trí ST thì các bạn để chiến thuật đơn như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng công 3 và thủ 1. Sau đó là sẽ nách hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Ta sẽ vào một trận đấu xếp hạng để xem Drogba thể hiện như thế nào. Drogba đã có tất cả những danh hiệu cao quý ở cấp độ câu lạc bộ cùng Chelsea. Đó là chức vô địch Europa League, chức vô địch Champions League. Chức vô địch ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup, siêu cúp châu Âu. Biệt danh của Drogba ở thời kỳ đỉnh cao chính là Voi Rừng. Anh là cầu thủ châu Phi. Có thể hình sức mạnh tương đối tốt. Điểm mạnh của Drogba đó là những khả năng tì đè, tông húc. Khả năng sút bóng căng, đánh đầu mạnh. Ngoài ra thì 4 sao kỹ thuật sẽ giúp Drogba thực hiện được những skill rất cơ bản. Mùa thẻ LH chính là mùa thẻ thường tốt nhất của Drogba. Và nếu như chúng ta không có điều kiện sắm một thẻ icon của Rock3 thì một thẻ LH cộng cao hoàn toàn là một sự bù đắp thích hợp. Ta sẽ trải nghiệm một tình huống. Vừa rồi là cơ hội mà Harry Kane đã tạo cho CR7. Drogba cũng đã từng giành danh hiệu vua phá lưới ở giải Ngoại hạng Anh. Căng. Ở vị trí tiền đạo thì Drogba ra chân tương đối nhanh. Bóng đi căng. Với chiều cao tốt và khả năng bật nhảy cũng như tì đè tuyệt vời của mình thì
Pogba luôn là cầu thủ chiếm lợi thế trên không. Ta thấy những tình huống skill qua người và dứt điểm của Drogba. Tuy nhiên ở vị trí ST, nếu các bạn không đè quy thì sẽ rất khó để Drogba di chuyển. Anh thường di chuyển để hút người. Đặt ở vị trí ST nhưng chúng ta thấy Drogba di chuyển ra cánh. Anh không thường xuyên nằm trong trung tâm của vòng cấm địa. Một pha tỉa bóng rất hay của Drogba cho Harry Kane. Đây, kỹ năng đỡ bóng bước 1 và xoay sở rất tốt. Wow. Một mình Drogba đã solo qua cả hàng phòng ngự của đội bạn. Sau đó là một tình huống ZD rất ổn. So với tựa game FO3 và FO2 thì tôi thấy Drogba ở FO4 thi đấu hay hơn rất nhiều. Đặc biệt là có vẻ như những chỉ số của cầu thủ này đã được boost hơi ảo. Thực tế ngoài đời thì Drogba là một mẫu tiền đạo sử dụng sức mạnh và những tình huống dứt điểm trái phá. Có những pha đánh đầu rất mạnh. Anh ít khi thể hiện những tình huống xử lý bóng mượt mà và có kỹ thuật tốt như vậy. Vậy mùa thẻ LH có lẽ là một mùa thẻ mà các nhà lập trình FO4 đã cho Drogba một cái phẩm chất rất hay của mùa thẻ Icon. Châu bò. Và vừa rồi thì Van Dijk đã phải phạm lỗi thì mới lấy bóng được từ đôi chân của Drogba. Khả năng tung húc là tương đối tốt. Và đúng là chỉ có phạm lỗi thì mới có thể dừng Drogba đi bóng thôi. Một ST rất hay, anh vừa có thể ghi bàn solo bằng những tình huống dứt điểm ZD hoặc sút xa. Tình huống không chín bóng mạnh mẽ mà lại còn có khả năng hỗ trợ hàng tấn công rất tốt. Rất hay.
huống 0-9 của Drogba. Tuy nhiên có lẽ là điểm bóng chạm của Drogba là hơi với. Như vậy với màn trình diễn vừa rồi thì có thể chấm cho Drogba một mức điểm ở vị trí ST, đó là 9,5 trên 10. Một ST quá đẳng cấp. Xứng đáng là một phiên bản mini của Icon. Một mẫu tiền đạo có thể gánh team.